Thưa quý vị và các bạn, khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, giá trị kinh tế cao, đó là những lợi thế để huyện Bắc Hà đẩy mạnh phát triển cây dược liệu, giúp người dân tìm hướng đi mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nâng cao thu nhập. Khu đất rộng hơn 4 hecta này trước đây gia đình ông Hoàng Seo Hảng vẫn trồng ngô. Mỗi năm một vụ, dù năng suất cao nhưng giá bán thấp nên thu nhập không được bao nhiêu. So sánh với khoản tiền 500 triệu đồng mỗi năm khi chuyển sang trồng cắt cánh, ông Hảng khẳng định cây dược liệu đang làm thay đổi cuộc sống của ông và nhiều hộ khác ở vùng cao Bắc Hà. Mà bây giờ trồng so với trồng cắt cánh thì chắc phải đời nhiều hơn và mình so với bà con mình thu thì chắc chắn về cuộc sống nó tính càng ngày càng phát triển tiến lên hơn. Xã Tà Văn Chư hiện có diện tích cắt cánh lớn nhất huyện với trên 80 hecta. Theo tính toán, với mỗi hecta cắt cánh, người dân sẽ thu lãi gần 70 triệu đồng trên một năm. Đây là một nguồn thu lớn với người dân trong xã. Từ thành công này, năm nay Tà Văn Chư tiếp tục trồng 92 hecta cây dược liệu, trong đó có 80 hecta cắt cánh, còn lại là đương quy và mạch một. Khả năng các công ty cũng đã thu mua cho bà con nhân dân với giá được khoảng 20.000 đồng trên 1 kg. Đấy, cho bà con nhân dân là cũng đã tính đến sự phát triển và cũng đã cuộc sống của nhân dân cũng ngày cũng khá hơn so với trước là trồng ngô với trồng lúa. Nếu như bài toán được mua mất giá luôn là nỗi trăn trở của nhiều loại nông sản, thì nay người dân Bắc Hà đã hoàn toàn yên tâm bởi sản phẩm thu hoạch của bà con sẽ được bao tiêu hoàn toàn bởi công ty dược phẩm lớn với giá bán cao. Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Bắc Hà trồng 258 hecta dược liệu. Chúng tôi hàng năm đều phải đi tiếp xúc đối thoại với họ vào các dịp đầu năm về các công ty dược, giao dịch, rồi thì ký các hợp đồng nguyên tắc để về sản xuất theo đơn đặt hàng của họ. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng kiểm soát chặt cái việc đó để tránh cái tình trạng mà chúng ta sản xuất dư thừa không tiêu thụ được. Bắc Hà đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật để người dân mở rộng diện tích và chăm sóc đúng kỹ thuật cây dược liệu, hỗ trợ, thu hút, tạo điều kiện để doanh nghiệp và đầu tư, xây dựng các cơ sở chế biến, hình thành các chuỗi liên kết để hoàn chỉnh, tiến tới mục tiêu trở thành vùng trồng dược liệu lớn của cả nước.